Thi Thiên 113 Hallelujah! Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen, hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vượt cao hơn các dân, sự vinh hiển Ngài cao hơn các từng trời. Ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi? Ngôi Ngài ở trên cao, Ngài hạ mình xuống đặng xem xét trời và đất. Ngài nâng đỡ người khốn cùng lên khỏi bụi cho, cất kẻ thiếu thốn khỏi đống phân, đặng để người ngồi chung với các quan trưởng, tức với các quan trưởng của dân sự Ngài. Ngài khiến đàn bà son sẻ ở trong nhà, làm mẹ vui vẻ của những con cái. Hallelujah! Chương 5 Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em. Tôi đi cũng là trưởng lão như họ là người chứng kiến sự đau đớn của đấng Christ và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra hãy chăn bầy của Đức Chúa trời đã giao phó cho anh em làm việc đó chẳng phải bởi ép tình bèn là bởi vui lòng chẳng phải vì lợi dơ bẩn bèn là hết lòng mà làm chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em xong để làm gương tốt cho cả bầy khi đứng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo. Cũng khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời. Hầu cho đến kỳ thuận hiệp, Ngài nhắc anh em lên. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài. Vì Ngài hay săn sóc anh em hãy tiết độ và tỉnh thức kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử giống đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình đức chúa trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của ngài trong đấng christ thì sau khi anh em tạm chịu khổ chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Nguyện xin quyền phép về nơi Ngài, đời đời vô cùng. Amen. Tôi cậy xin văn là kẻ tôi coi như một người anh em trung tín viết mấy chữ này đặng khuyên anh em và làm chứng với anh em rằng ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời. Anh em phải đứng vững trong đó. Hội thánh của các người được chọn tại thành Babylon. Chào anh em con tôi làm mát cũng vậy. Anh em hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào nhau. Nguyền xin sự bình an ở cùng hết thảy anh em trong đấng Christ. Chương 31. Năm thứ 11, ngày mùng 1 tháng 3, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: Hỡi con người, hãy nói cùng Pha-ra-ôn vua Ai tô và cùng cả đoàn dân người rằng: sự tôn đại của ngươi so sánh cùng ai hãy xem asiari ngày trước nó giống như cây hương bách của liban nhánh đẹp đẽ bóng dìm già cây cao và ngọn nó lên đến mây các dòng nước nuôi nó có vực sâu chảy nước chung quanh chỗ nó trồng mà làm cho nó lớn lên và tưới các suối mình cho mọi cây cối ở trong đồng vậy nên cây hương bách ấy cao hơn hết thảy các cây trong đồng. Nhánh nó lớn lên và tược nó nứt thêm ra là nhờ có nhiều nước làm cho nó nảy nở. Mọi giống chim trời làm ổ trong những nhánh nó. Mọi giống thú đồng đẻ con dưới những tược nó và hết thảy các dân tộc lớn đều ở dưới bóng nó. Nó là sinh tốt bởi thân nó cao, bởi tược nó dài, vì rễ nó đâm trong chỗ nhiều nước chẳng có cây hương bách nào trong vườn Đức Chúa Trời che khuất nó được. Cây tùng không bằng cái nhánh nó, cây bàn không bằng cái tược nó. Chẳng có cây nào của vườn Đức Chúa Trời sinh tốt bằng nó cả. Ta đã làm cho nó sinh tốt bởi muôn vàng nhánh nó, và hết thảy những cây của Eden là những cây trong vườn Đức Chúa Trời đều ganh gỗ nó. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vậy vì ngươi cao lớn và nó đã vượt ngọn nó đến tận mây và lòng nó đã kiêu ngạo vì mình cao lớn nên ta sẽ phó nó trong tay một đấng mạnh của các nước người chắc sẽ xử với nó ta đã đuổi nó ra vì những tội ác nó một dân hung bạo trong hết thảy các dân ngoại đã chặt nó và bỏ lại những nhánh nó rớt xuống trên các núi và trong mọi nơi trũng những tược nó bị gãy nơi bờ khe và mọi dân trên đất tránh xa bóng nó và lìa bỏ nó mọi loài chim trời sẽ đậu trên sự đổ nát của nó và mọi loài thú đồng sẽ đến nghỉ trên những tược nó hầu cho chẳng có cây nào trồng gần nước dám kiêu ngạo về sự cao mình hay là vượt ngọn lên đến tận mây và cho không có những cây nào được các dòng nước tưới rộng cho mà khoe mình cao lớn, vì chúng nó hết thảy bị phó cho sự chết, cho vực sâu của đất, ở giữa con cái loài người với những kẻ xuống trong hầm hố. Chúa Giê-hô-va phán như vậy, Ngày mà nó xuống nơi âm phủ, ta đã khiến kẻ thương khóc vì cớ nó. Ta lấp vực sâu, ngăn cấm các sông chảy mạnh và những dòng nước lớn bị tắt lại. Ta khiến ly ban buồn rầu vì cớ nó, và mọi cây ngoài đồng vì nó bị suy tàn. Ta làm cho các dân tộc nghe tiếng nó đổ xuống mà rúng động. Khi ta quăng nó xuống đến âm phủ với hết thảy những kẻ xuống trong hầm hố. Bây giờ, mọi cây của Eden, những cây rất xinh, những cây rất tốt của Liban, hết thảy những cây ngày trước được nhiều nước tưới, đều được yên ủi trong nơi vực sâu của đất. Chúng nó cũng đã xuống với nó trong nơi âm phủ kề những kẻ đã bị gươm giết. Những kẻ ngày trước vốn là cánh tay của nó và ở dưới bóng nó giữa các dân. Trong những cây của vườn Eden, thì ngươi là giống ai về sự vinh hiển tôn trọng? Ngươi cũng sẽ bị xô xuống cùng với các cây của Eden trong nơi vực sâu của đất. Ngươi sẽ nằm chính giữa những kẻ không chịu cắt bì với những kẻ đã bị gươm giết. Pharaoh và hết thảy dân chúng người sẽ như vậy. Chúa Giê-hô-va phán. Chương 32 Năm thứ 12, ngày mùng 1 tháng Chạp, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy. Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về Pharaon vua ai cập và nói rằng, Ngươi giống như một con sư tử giữa các dân tộc, khác nào một vật quái dưới biển mà đã trướng lên các sông. Ngươi lấy chân, vậy đục các dòng nước và làm cho các sông đầy những buồn. Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Ta sẽ giăng lưới ta trên ngươi. Có một đoàn dân đông vô số dùm giúp. Chúng nó sẽ kéo ngươi lên trong lưới ta. Ta sẽ bỏ ngươi lại trên đất và quăng ngươi trên mặt đồng ruộng. Ta sẽ khiến mọi loài chim trời đậu trên ngươi và các loài thú khắp đất ăn ngươi mà no. Ta sẽ đặt thịt ngươi trên các núi và lấy thân thể ngươi lấp đầy các nơi trũng. Ta sẽ lấy huyết ngươi tưới nơi đất ngươi lội bơi cho đến các núi và các khe nước sẽ đầy ngươi. Khi ta dập tắt ngươi, thì ta sẽ che các tường trời và làm tối các ngôi sao. Dùng mây bao bọc mặt trời và mặt trăng sẽ không chiếu sáng nữa. Ta sẽ làm cho tối tăm trên ngươi mọi sự sáng láng trên trời và ta sẽ bủa sự mờ mịt ra trên đất ngươi. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ làm bối rối lòng nhiều dân khi ta sẽ rao sự hủy diệt của ngươi ra trong các dân tộc, trong các nước mà ngươi chưa biết đến. Ta sẽ làm cho nhiều dân kinh sợ về ngươi và các vua chúng nó sẽ vì cớ ngươi sợ hết hồn khi ta hơ gươm trước mặt họ. Nơi ngày ngươi bị ngã xuống, chúng nó mỗi người đều vì sự sống mình mà run rẩy luôn luôn. Thật vậy, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Gươm của vua Babylon sẽ xông vào trên ngươi. Ta sẽ khiến cả thải dân ngươi ngã xuống dưới gươm của những người mạnh bạo. thảy đều là kẻ đáng sợ trong các dân chúng nó sẽ hạ sự kiêu ngạo của Ai Cập xuống và cả đoàn dân nó đều sẽ bị tiêu diệt. Ta cũng sẽ làm cho cả súc vật nó chết hết nơi bờ sông lớn. Nước sẽ không bị vậy đục nữa bởi chân của người ta hoặc bởi vó của thú vật. Bây giờ, ta lại làm cho các dòng nước của chúng nó được trong sạch và làm cho các sông chúng nó chảy như dầu. Chúa Giê-hô-va phán vậy khi ta sẽ khiến đất Egypto thành ra nơi hoang vu hủy phá và đất ấy sẽ bị vét sạch cả của mình trước đã đầy dẫy khi ta sẽ đánh hết thảy dân sự nó thì chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va kia là bài ca thương mà chúng nó sẽ than vãn những con gái các nước sẽ than vãn bằng một giọng thảm thương chúng nó sẽ than vãn bài ấy để khóc Egypto cùng cả thảy dân nó Chúa Giê-hô-va phán vậy. Năm thứ 12, ngày rằm, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy than vãn về đoàn dân Ai Cập, hãy xô dân ấy cùng với những con gái của các nước có danh tiếng xuống nơi vực sâu của đất, làm một với những kẻ xuống trong hầm hố. Ngươi há đẹp hơn ai sao? Vậy, hãy xuống và nằm chung với những kẻ không chịu cắt bì, phải, kia những kẻ ấy sẽ ngã xuống chính giữa những người đã bị gươm giết. Nó bị phó cho gươm. Hãy kéo nó ra với cả các đoàn dân nó. Từ giữa âm phủ, những lính chiến rất mạnh bạo cùng những kẻ giúp đỡ nó sẽ nói cùng nó mà rằng: "Chúng nó đã xuống đó, chúng nó đã nằm yên là kẻ chưa chịu cắt bì mà đã bị gươm giết." Tại đó có Asheri với cả đoàn dân nó. Chung quanh nó đều là mồ mã. Hết thảy chúng nó đã bị giết và đã ngã xuống bởi gươm. Mồ mã nó ở trong những nơi sâu thẳm của hầm hố và dân nó sắp hàng chung quanh mồ mã nó. Hết thảy đều đã bị giết. Chúng nó vốn là những kẻ rải sự khiếp sợ ra trên đất người sống, mà nay đang ngã xuống bởi gươm. Tại đó, có ê lam với cả dân sự nó ở chung quanh mồ mả nó hết thảy đều đã bị giết và đã ngã xuống bởi gươm những kẻ chưa chịu cắt bì ấy đã xuống trong vực sâu của đất tức là những kẻ từng rải sự khiếp sợ ra trên đất người sống chúng nó chịu nhơ nhuốc trong vòng những kẻ xuống nơi hầm hố giường của nó và của dân sự đã đặt ở giữa những kẻ bị giết trong những mồ mả ở chung quanh nó hết thảy những kẻ chưa chịu cắt bì ấy đã chết bởi gươm, vì chúng nó từng rải sự khiếp sợ ra trên đất người sống. Chúng nó chịu nhơ nhuốc trong vòng những kẻ xuống nơi hầm hố, và người ta đã sắp hàng nó ở giữa mọi kẻ bị giết. Tại đó, có mê siết và tu banh, và cả dân chúng nó, mồ mã chúng nó ở chung quanh chúng nó. Hết thảy đều là những kẻ chưa chịu cắt bì, bị giết bởi gươm vì chúng nó từng rải sự khiếp sợ trên đất người sống chúng nó không nằm chung với những lính chiến mạnh bạo đã ngã xuống trong vòng những kẻ chưa chịu cắt bì những lính chiến ấy đã xuống nơi âm phủ với khí giới đánh giặc của mình và người ta đã đặt gươm dưới đầu chúng nó song những kẻ kia tội ác như đã dắt vào hài cốt mình vì chúng nó rải sự sợ hãi cho những lính chiến mạnh bạo trên đất người sống. Nhưng ngươi sẽ bị gãi ở giữa những kẻ chưa chịu cắt bì và sẽ nằm chung với những kẻ bị giết bởi gươm. Tại đó có Edom với các vua và cả các quan trưởng nó. Những người này mạnh bạo mặc dầu đã bị sắp hàng với những kẻ bị giết bởi gươm và nằm chung với những kẻ chưa chịu cắt bì và với những kẻ xuống trong hầm hố. Tại đó, cũng có hết thảy quan trưởng ở phương Bắc và hết thảy dân si đôn đều xuống với những kẻ bị giết. Dầu sự mạnh bạo của chúng nó đã làm cho khiếp sợ mặt lòng. Chúng nó mang xấu hổ. Chúng nó là những kẻ chưa chịu cắt bì ấy, đã nằm sóng sượt với những kẻ đã bị giết bởi gươm và chúng nó chịu nhơ nhuốc trong vòng những kẻ đã xuống nơi hầm hố. Pharaon sẽ thấy vậy thì được yên ủi về cả đoàn dân mình, tức là Pharaon và cả đạo binh mình bị giết bởi gươm. Chúa Giê-hô-va phán vậy, vì ta rải sự khiếp sợ người ra trên đất người sống. Thật, Pharaon và cả dân người sẽ nằm giữa những kẻ chưa chịu cắt bì với những kẻ đã bị giết bởi gươm. Chúa Giê-hô-va phán vậy.